Tám bí quyết kiếm tiền mà người nghèo không biết, khéo tư duy thì thành công nhanh chóng. Ai cũng mơ ước có cuộc sống giàu sang, nhưng không phải ai cũng biết cách làm giàu. Trong cuộc sống cạnh tranh khốc liệt này, bạn muốn trở thành cừu hay giói. Khi nhiều người cùng chung một định hướng, cùng một ý tưởng, cùng một hành vi, đám đông sẽ giống như một đàn cừu non nớt. Vậy nên, người thay đổi hướng đi, dẫn đầu xu hướng mới sẽ trở thành con sói đầu đàn. Người giàu có tư duy khác biệt với hầu hết mọi người để trở thành một người giàu có việc đầu tiên cần làm là thay đổi tư tưởng và quan niệm của bản thân bạn phải nghiên cứu phương pháp làm giàu nghiên cứu tư tưởng cũng như hành vi của người giàu làm như người giàu làm có tham vọng bạn có thể kiếm tiền ở khắp mọi nơi muốn làm giàu bạn phải có một sự quan tâm nhất định đối với đồng tiền thích tiền thích kiếm tiền thì tiền sẽ tìm đến bạn đây tuyệt đối không phải là chủ nghĩa lấy sự sùng bái đồng tiền làm trung tâm hành động mà là định luật vận hành của đồng tiền Hãy lấy những người giàu như Bill Gates, Warren Buffett và George so rốt làm ví dụ. Họ đều thích tiền, đều có thể chơi với tiền thật vui vẻ. Hãy nhớ người giàu không bao giờ có khái niệm kiếm tiền khó khăn mà chỉ cảm thấy tiêu tiền khó. Hãy nghĩ kiếm tiền rất dễ, động não một tí thì tiền sẽ đến với bạn. Đây là nền tảng tư tưởng của những người giàu. Cách kiếm tiền không hề phức tạp. Thiên hạ có ngàn vạn cách kiếm tiền, nhưng phương pháp kiếm được nhiều tiền là phương pháp đơn giản nhất. Bill Gates chỉ làm về phần mềm và trở thành người giàu có nhất thế giới. Warren Buffett chuyên về chứng khoán và cũng nhanh chóng trở thành tỷ phú. Nhà văn nữ người Anh giàu linh hơn, 40 tuổi mới bắt đầu viết Harry Potter và trở thành nữ tỷ phú. Nói một cách khác, trong mỗi ngành nghề đều có cách để bạn kiếm tiền thành công. Ví dụ thạc sĩ Mỹ đi minh bò khi được mời sang Nhật để giảng dạy cho Sony, Honda và nhiều công ty, ông chỉ nói đến phương pháp đơn giản nhất là mỗi ngày tiến bộ 1% và kết quả những xí nghiệp này đều đạt được thành công to lớn. Bạn phải có mục tiêu muốn kiếm tiền phải có tham vọng đó chính là mục tiêu lý tưởng và mơ ước con người có tham vọng thì mới có động lực có phương pháp và dám hành động vậy nên muốn trở nên giàu có ngay từ lúc này bạn hãy hình thành cho mình một tham vọng thiết lập mục tiêu kiếm tiền sau đó phải có kế hoạch cụ thể và bắt đầu dũng cảm để hành động để đạt được thành công thì cần phải có mục tiêu người không có mục tiêu thì chỉ đang hoàn thành mục tiêu cho người khác Người có mục tiêu lớn thì kiếm nhiều tiền, người có mục tiêu bé hơn thì kiếm ít tiền, còn những người không có mục tiêu thì luôn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Bạn phải có trí tuệ, tất cả những người giàu có trên thế giới đều dùng đầu óc để kiếm tiền. Khi bạn chỉ xem họ như những quả trứng rỗng thì họ lại nhanh chóng trở thành tỷ phú, bởi vì họ biết sử dụng cái đầu của mình, kiếm tiền không là vấn đề gì to tát đối với họ. Michael Jordan từng nói, tôi không dùng tay chân để đánh bóng mà dùng cái đầu để chơi bóng đúng vậy trong thời đại của sự giàu có bạn phải dùng cái đầu để kiếm tiền bởi nếu dùng tay chân mà không dùng trí óc thì chỉ là công cụ và nô lệ của người có đầu óc bạn cần có sự liều lĩnh có câu nói nói chỉ là đầy tớ để làm còn làm thì mới là bậc thầy để nói khi muốn làm điều gì đó thì bạn không chỉ nói mà phải cố gắng để đạt được bạn phải biết rằng không có bữa ăn nào là miễn phí và cũng chẳng có chiếc bánh bao nào tự dưng rơi xuống đầu bạn nếu không hành động thì sẽ không kiếm được tiền hoặc không dám mạo hiểm thì chỉ kiếm được số tiền ít. Lấy Bin ghét làm ví dụ, năm xưa ông đã dám bỏ học tại trường đại học hàng đầu Harvard, một tay tạo ra phần mềm Microsoft và đã thành công. Có những điều tưởng chừng như rất khó nhưng khi bắt tay vào làm ắt có cách để làm, còn nếu thấy khó mà từ bỏ thì vĩnh viễn bạn không làm nổi việc gì. Tóm lại, chỉ có dùng cái đầu suy đoán, dám làm thì mới bứt phá thành công. Bạn phải học cách kiếm tiền người thông minh trong thiên hạ rất nhiều nhưng không phải ai thông minh cũng giàu ở thời đại này muốn kiếm tiền thì bạn phải học cách người giàu không phải vừa sinh ra đã biết kiếm tiền nhưng họ đều có chung hai đặc điểm một là có tham vọng kiếm tiền hai là có học lực cao họ một lòng muốn học cách kiếm tiền do đó họ đã vượt qua những người bình thường khác và leo lên đỉnh cao của sự giàu có thông minh không có nghĩa là khôn ngoan và thông minh không phải để kiếm ra tiền khôn ngoan mới có thể kiếm ra thật nhiều tiền muốn làm giàu học lực không nhất định phải cao nhưng phải có sự khôn ngoan khi bạn đã lĩnh hội được cách để kiếm tiền thì đó là lúc bạn đã hình thành cách để kiếm tiền biết cách chọn lựa điều cuối cùng muốn kiếm nhiều tiền phải biết lựa chọn sự lựa chọn chính là vận mệnh và cũng chính là tài lộc không biết lựa chọn bạn sẽ mất đi phương hướng từ đó tài lộc cũng vụt khỏi tầm tay trong thời đại thị trường đa dạng hóa ngày nay chỉ có sự lựa chọn đúng mới mang đến thành công Muốn trở nên giàu có thì bạn hãy học 8 quy luật kiếm tiền ở trên và sử dụng chúng một cách linh hoạt. Đây đều là những định luật lập nghiệp từ kinh nghiệm từng trải của các doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới. Tổng hợp